Rồi cái chữ last week này đi với ai? Chết cha cái này hiện tại quá khứ. Trời đất ơi. Bây giờ người ta cho. Bây giờ tôi nói với anh chị mà ai biểu chay? Ai biểu không hiểu chay? Cái last week khoái quá. Ờ, thế nào tôi cũng sẽ cho mấy anh chị là was. Là is. Là to be. Ok. Và being. Thấy chưa? Câu tôi cho mấy anh chị là vậy đó. ABCD đó. Thì bây giờ mấy chị quyết định là cái anh này có chi không? Có chi, bỏ CD xong, giải quyết được một bước rồi đó. Ok chưa? Thì cho giống vậy à. Chứ không phải y hệt câu này đâu nha. Vậy tức là cái kiểu của mình cũng sẽ giống như vậy. Tại vì cái kiểu này là kiểu rất là hay ho trong cái việc mình nhìn. Hiện tại giờ mấy anh chị mới nhìn thôi. Mấy anh chị chưa làm được. Mấy mốt mấy anh chị nhìn quen rồi mình viết bài nhanh lắm. Tới chỗ đó thì mình bật vô là được thôi. Như vậy bây giờ tôi còn A và B. Khi A và B người ta test mình gì? Thì nhớ vậy tôi cho mấy chị có 2 cộng thôi à, mình có 4 cộng. Vớt chỉ ra 4 cộng đúng không? Thì không bao giờ tôi cho hết 4 cộng. Người ác thì người cho 4 cộng, còn người kêu bạc là nhân đạo thì tôi có 2 thằng trai mà nhân đạo xíu. Cứ giọng vợ quá chết cái bộ. Đúng không? Vậy thì là tôi sẽ có 2 cộng thôi, đúng không? Như vậy thì chỗ này tôi vừa test mấy chị là có chia không chia và thì. Rồi mấy giờ? Như vậy bây giờ tôi chọn is hay là was? Tại sao mấy chị chọn was? Nhớ dùm, ở đây tôi có chữ last week. Cái gì được làm last week? Cái job được done last week chứ đâu phải là cái job nó excellent. Nhớ dùm. Tức là cái động từ đi với cái hành động nào, cái thời gian xảy ra lúc nào, chứ không phải tự nhiên thấy last week rồi chọn was. Vì tại vì sao hồi xưa cô giáo dạy was? Tại vì trong cái câu cổ làm á, cổ có một hành động thôi, cổ đi với last week thôi. Còn ở trong đây tôi có hai hành động. Một hành động là được làm và một hành động là cái job nó good. Hai ý lận mà. Đang nói rồi. Chứ thế không? Bây giờ nè, tôi có chữ last week nhưng mà có phải là cái job này nó excellent vào last week không? Cái job này nó excellent vào lúc nào? Lúc tôi nói còn cái gì được làm vào last week? Cái job này done last week mà. Được chưa? Vì vậy tôi mới cho mấy anh chị ví dụ để mà mấy anh chị đừng có một cái máy móc là thấy yesterday chọn cái này đó. So difficult. Đó. Không phải. Tại vì mình nhìn tầm bậy. Không phải mình nhìn tầm bậy mà tại vì mình không có hiểu. Chứ không phải mình nhìn tầm bậy. Mình không hiểu. Đâu có khó gì đâu. Bây giờ tôi có chữ last week. Bây giờ động từ này chia cho ai? Cái động từ này nè chia cho ai? Chia cho cái job. Hết. Mà nếu mà tôi chia cho cái job thì tôi nói là the job excellent, đúng không? Nó có liên quan gì tới last week không? Nó xuất hiện chữ last week nhờ vào cái gì? Nhờ vào done. Cho nên cái này đi với nhau mà nó đâu có liên quan tới cái còn lại đâu. Đồng ý chưa? Ví dụ tôi nói ồ cái bông mà hôm qua chị mua nó đẹp quá ha. Như vậy thì tới bây giờ tôi vẫn đang cầm cái bông mà ha, đúng không? Thì tôi nói là cái bông mà mua qua bây giờ đẹp dễ sợ chưa? Như vậy thì cái đẹp nó đang còn ở đâu? Cái mua nó mới hôm qua. Như vậy khi nào mà tôi chia động từ cho cái mua đó thì mới chia cho đâu? Quá khứ. Còn cái chuyện đẹp thì bây giờ nó vẫn đẹp. Đó là lý do tại sao tôi nói cái thì nó khó. Tại vì hồi xưa giờ mấy chị không học hiểu thì mà chị chỉ học chia thì thôi. Mà bây giờ từ này về sau người ta sẽ không cho bất cứ một cái dữ kiện gì về thời gian để cho mấy anh chị chia thì đâu. Người ta bắt mấy anh chị phải hiểu cái câu đó mấy chị mới chia thì được. Được chưa? Nhưng mà bây giờ thật sự nó dễ hay nó khó? Dễ quá, nó không nó không sao? Nó khó hay không khó? Không có khó. Vấn đề là mình phải làm gì nó. Mình phải hiểu nó. Chứ không thể nào mình không hiểu mà mình chia thì được. Không bao giờ làm được. Ví dụ giờ nói hôm qua tôi về má tôi đi rồi. Hôm qua tôi về. Nói tôi về đến nhà thì má tôi đi rồi. Đúng không? Như vậy giờ tôi về đến nhà là hôm qua tôi về đến nhà má tôi đi rồi. Như vậy thì bây giờ trước hết mình quyết định là thì gì cái đó. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Quá khứ. Khi tôi về má tôi đi rồi. Như vậy khi tôi về hành động đó hành động đơn giản hay kéo dài?
khi tôi về, về là các bạn hãy đơn giản. Đơn giản chứ, má tôi đi rồi, như vậy má tôi đi trước khi tôi về đúng không? Như vậy hành động má tôi đi phải quá khứ, phải hoàn thành trước khi tôi về. Và cả hai cùng quá khứ, đúng không? Đó, cái đó phải hiểu đó. Chứ không có ai làm gì mình được hết trơn. Đồng ý ha? Như vậy quay trở lại đây, anh này. Đồng ý chưa? Như vậy bây giờ nè, cái lỗ này và cái lỗ này nè, mấy chị nhìn nhá. Tại sao chỗ này tôi chia, tôi làm hỏng chia? Là bởi vì hồi nãy tôi nói với chị đó, muốn chuyển từ active sang passive thì mình lấy object của past của verb đi lên làm subject của passive, cho nên sau lưng verb không còn object nữa. Đúng không? Như vậy thì hai cái verb này nó khác nhau ở chỗ nào? Verb này là verb có chia không? Có. Verb này là có chia không? Không. Chính xác. Đồng ý chưa? Như vậy thì rủi và cái cột số 2 và cột số 3 nó giống nhau thì mình chỉ còn nhìn một cách duy nhất là gì? Cái object sau lưng verb. Nếu sau lưng verb có object thì anh đó sẽ là gì? Động từ có chia, có nghĩa là nó giống cái này, sau lưng verb có object. Còn nếu sau lưng verb không có object thì anh đó là động từ không có chia. Nhìn vô đây có object không? Không. Đồng ý chưa? Nhìn vô đây có object không? Không. Cả hai đều không chia. Hiểu được chưa? Rồi, thì khi tôi quyết định được vậy thì tôi làm bài trời vẫn còn sai đó. Đúng. Vậy anh này bỏ không? Bỏ. Đó, rồi bỏ thằng này đi. Bây giờ tôi còn quyết định 1, 2, 3. Bây giờ giữa hai thằng này dễ không? Cái này tôi test mấy anh chị tới 3 cái lần đó. Cái câu này nó có 3 cái dấu gạch lần đó. 1 có chia không chia, 2 số ít số nhiều, 3 là thì đó. Cái này có 3 thứ trong đây, mặc dù thấy nó trời ơi nó ngắn ngủn là nhưng mà nó có 3 cái điểm tôi khác lần. Đúng không? Chứ không phải là cái gì mà dài dài là nhiều, ngắn cũng được nữa nè. Ok ha, rồi bây giờ tiếp nè. Bây giờ tôi muốn phát siêu vô tôi cũng chơi được luôn á. Nhưng mà thôi, như vậy ghê quá, như vậy thôi ha. Bây giờ tôi cho tung bi vô, cái là bi hiên vô là xong là ra phát siêu vô chắc. Ok, rồi bây giờ tôi giữ lại cái nào, giữa hai cái này tôi biết rồi. Giữa hai cái này không có thể nào tồn tại cùng một lúc được. Một cái suýt, cái số nhiều. Bây giờ tôi đi nhìn subject. Subject là chữ nào? Letter, cho nên bỏ cùng cái thi rồi. Còn mấy ha, giờ còn lại A và D, hai cái này khác nhau bởi gì? Thì, chính xác. Ok. Rồi. Tôi làm thành pha, làm đi, vẫn sai ha. A hay là D? A. Tại sao câu D sai? Sao biết bây giờ, tôi chỉ nói nó tới rồi thôi. Mà tới rồi nào, ai mà biết? Nó phải sau cái gửi. Sau cái gửi, mà cái gửi hồi nào? Sau cái gửi. Gửi thẳng quá. Như vậy cái chữ yesterday này đi với ai? Sang chung phải đây nè. Đây nha, nha. Còn muốn cái này mà đi với đây nó chuỗi xuống đây mới ok nè. Được chưa? Nếu mà yesterday muốn đi với arrive á là nó phải chui vô đây mới được. Chứ còn nó đứng đằng sau động từ nào có nghĩa là nó nói cái time của cái động từ đó. Như vậy thì bây giờ đó cái trong tôi làm vậy để cho mấy anh chị đừng có máy móc là thấy yesterday là chi cái gì. Hiểu không? Như vậy thì anh này đứng đây để làm cái gì? Để một ý khác. Như vậy cái ý chính của tôi đâu? Đã lá thư nó tới rồi. Bây giờ mấy chị hỏi lá thư nào? Lá thư qua gửi đó. Đúng không? Thì cái anh này chỉ làm nhiệm vụ bổ nghĩa cho cái lá thư thôi. Không có nó không sao cả. Rồi bây giờ vậy chọn câu nào? Has the right. Đó, thấy dễ vậy thôi nhưng mà nó sẽ qua ba bước. Nhưng mà mấy chị thấy ABCD thấy dễ á, thấy đơn giản mà. Đúng không? Nhưng mà nó phải qua ba bước trong đó ra. Chính xác đó, bởi vậy cho nên tôi mới nói với chị. Tôi mới nói với chị là bị bảy thí dụ như là display. Mà anh nghĩ là trên 90% thì tôi cho con này nha. Nhớ nha, như vậy khi mà mình có một cái chữ thời gian, mình có một cái trạng từ chỉ thời gian thì mấy anh chị làm ơn coi trong cái câu này tôi có mấy động từ chỉ hành động và cái trạng từ chỉ thời gian đó đi với hành động nào thì mình chia cái hành động đó với cái trạng từ chỉ thời gian đó, chứ không phải là mình thấy cái đó rồi mình làm hết trơn. Với điều kiện trạng từ chỉ thời gian của tôi á nằm ở đầu hoặc trạng từ chỉ thời gian của tôi nằm ở cuối
thì nó chia hết cho cả câu đó. Đúng không? Tại vì khi mà cái gì đứng ở đầu đến cuối nó nghĩa là bụng nghĩa cho cả câu. Còn anh này chui chết giữa mà ông. Thì nó đứng vòng này thì nó chơi với thằng đó, nó chơi tùm lum vậy. Không được. Như vậy vấn đề nằm ở chỗ gì? Vấn đề nằm ở chỗ là cái việc mình quyết định động từ có chia hay không chia rất là quan trọng là dựa vào cái gì? Dựa vào object sau lưng động từ. Nếu mà sau lưng động từ có object thì chắc chắn anh đó sẽ có chia. Đồng ý không? Đặt trong trường hợp có chia, trong trường hợp là trong câu chưa có chia rồi đó. Còn nếu mà trong câu chia rồi thì thôi. Ha, ví dụ như bây giờ tôi có một cái câu như thế này. Yesterday nó cho đầu câu thì cái chữ yesterday này sẽ chia cho chữ arrive này làm sao? Had arrived hay là arrive không thôi. Lúc đó cái câu chữ yesterday đã đầu tiên thì đằng sau tôi sẽ chuyển cái thì khác rồi. Không có phải là giống vậy nữa. Tức là khi tôi chuyển một chữ thì trong câu tất cả những chữ khác phải được chuyển theo. Cho nên vấn đề là đừng bao giờ học thuộc lòng cấu trúc. Bao giờ đừng thuộc lòng công thức. Bởi vì ngôn ngữ mà sao có công thức được. Cho nên nếu mà mình chỉ học cái chỗ đó, tôi lỡ rút ra một chữ thì tất cả những cái còn lại phải được sắp xếp trở lại. Và nó lại là một công thức khác nữa rồi. Ha? Ví dụ như hồi nãy tôi nói mấy chị là nếu cái chữ yesterday tôi để chỗ này thì cái bài test của tôi sẽ test chỗ này. Nhưng nếu mà cái chữ yesterday của tôi chuyển ra đầu câu hoặc cuối câu thì cái câu này tôi phải test cái chỗ khác. Tôi không test chỗ đó được. Mỹ ha? Rồi, bây giờ nhìn chút xíu tôi có một cái câu là gì ạ? We were discussing the problem in the book. Ok. Dạ, bây giờ mình có we were discussing the problem rồi trừ chấm in the book. Câu A là mention. Câu B là mentioning. Câu C là mention ed. Và câu D là mention có S. Rồi. Đó, bài thi của tôi vậy đó. We are discussing the problem. Mention, mentioning, mention and mentions. Đã xong chưa? Phải suy nghĩ 5 giây đây. 1, 2, 3, 4, 5. Hết rồi đó. Nhưng mà phải nhớ là giải thích dùm làm sao mình làm như vậy nha. Nhìn vô cái thấy thì liền không? Trong đây nó có hai cái này không có thì nè. Cái này có thì không? Ừ. Có thể có hoặc có thể không, bởi vì cục 2 và cục 3 giống nhau. Mà biết không? Ừ, cái này không thấy thì nè, cái này có thể có thì và cũng có thể không luôn. Cái này có thì không? Đó. Cái này có thì không? Ok, rồi bây giờ mình quyết định trong câu có thì chưa? Có rồi. Đồng ý không? Tại vì sao tôi biết có rồi? Bởi vì ở đây là subject, anh này là verb và anh này là object của cái verb này. Thì cái object này không thể vừa làm subject của cái này mà vừa là object của cái kia được. Mặc dù mình hiểu nó là vậy đó, nhưng mà ở trong ngữ pháp thì mình phải hiện ra cái mắt mình đã, mình không có thể tự hiểu được. Như vậy thì bây giờ anh này đang làm object của discussing. Thì
này không thể làm subject của cái chỗ này được. Cho nên tôi cần động từ có chia hay không chia? Không chia. Ok. Dạ, như vậy tôi bỏ câu nào? A và D. Đồng ý ha. Bây giờ tôi còn lại câu B và câu C. Như vậy từ đây quyết định là cái chữ mention này là cột 2 hay cột 3? Cột 3, bởi vì tôi đã không chia rồi mà. Thì tôi giữ anh này lại với chức năng là cột 3 chứ không phải cột 2. Tại vì anh này đứng một mình ảnh hai nhiệm vụ, cột 2 cột 3 giống nhau mà. Đồng ý chưa? Rồi tiếp tục. Cái số 2 của tôi là gì? Sau khi mình quyết định có chia không chia rồi đúng không? Bây giờ mình tới cái gạch số 2 là active passive, chính xác. Active passive. Rồi chưa? Bây giờ mấy anh chị nhìn coi là active và passive. Passive hay active? Cứ nhìn sau lưng cái lỗ trống, thấy có danh từ, thấy có object thì là thấy object thì là active, thấy không có object thì là chính xác. Chọn object đâu? Có không? Không. À, sao object nào object? Object là cái object phải đứng sau lưng liền vợt chứ. Ê, vậy à, discussion nằm tuốt trên đây ông ơi. Trời, cái này đang xuống thế này rồi, nó nhìn lên trên đây nữa. Sao nhìn, thấy chưa? Object của cái thằng này. Còn bây giờ tới đây là qua một cái góc mới rồi, mình tắt ý ra mấy chị. Rồi đó giờ tôi nói mấy chị đọc, mấy chị tắt ý là vậy đó. Đừng có nó dính một nùi vậy rồi mình làm được. Nha. Như vậy bây giờ tôi nói là we were discussing the problem, hết ý chưa? Rồi, cái problem này là cái problem gì? Được đề cập trong cuốn sách. Nếu mà tôi dịch ra mấy anh chị thì mấy chị làm được rồi, cho nên tôi không bao giờ tôi dịch hết trơn á. Mà muốn dịch ra được thì mấy anh chị phải sao? Phải hiểu con này mấy anh chị mới dịch được chứ. Không hiểu sao dịch? Không phải. Không phải. Đừng nghĩ vậy, tại vì có những cái mà nó không theo như vậy. Như vậy tôi nói là bây giờ tôi còn anh này là active passive. Passive bởi vì không có object. Cho nên tôi chọn câu gì? C, mentioned in the book. Không biết chưa? Ok ha. Như vậy nhìn vậy chứ, nhưng mà nó có những cái điểm testing trong đó. Mà mình để ý cái này, hai điểm testing nè. Một là active, hai passive. Ba là có chia hay không chia. Rồi bây giờ được chưa? Đúng rồi. Được chưa? Xong chưa? Nói là mấy chị học giỏi quá, bài viết của tôi hết từ hộp này đến hộp khác rồi, hết nguyên hộp này. Học giỏi quá, biết gì? Thì học giỏi quá và cho nên viết quá trời viết luôn. Ok. Như vậy từ đây về sau mình thấy là không nhất thiết là cái câu hỏi của mình nó phải dài. Không nhất thiết là ABCD của mình nó phải dài để nó ra nhiều cái điểm test. Mà chỉ còn nó cục ngủ vậy thôi đó, mà nó test 3-4 thứ lận. Được chưa? Như vậy thì nhớ là động từ của mình sẽ có vừa thì nè ha. Mình vừa active passive nè. Đồng ý chưa? Mình vừa thế nè. Được ha? Ok ha, 3-4 thứ vậy nha. Ok, như vậy bây giờ thêm câu nữa không? Được. Câu nữa nghe.